dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khơi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series Bắt Cua Trồng GT5 nha. Ok, ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một thể loại bắt cua trên hệ máy PC nha, có tên là khó transfer bắt cua. Nói về chủ đề transfer thì chắc chắn là chúng ta sẽ là chủ đề biến đổi rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Và biến đổi thì đầu tiên là NTT XXX đây. Đây ha các bạn, con xe này đây. Tiếp theo là Hot Rod Blazer, xe đồ chơi nha. Tiếp theo là xe Off-Road Aventron. Tiếp theo nữa là xe mô tô Off-Road. Tiếp theo nữa là BMX. Tiếp theo nữa là Monster Truck. Và cuối cùng là Dozer. Dozer hình như là xe múc hay sao các bạn ạ. Đó, 7 thể loại nha. Rồi, ok, bây giờ mình vô map đây để làm nhanh gọn lẹ đi cho nó xong. Nói chung là cũng muốn vô map cho nó nhanh, tại vì mình nghĩ là ngày hôm nay với cái trình độ 7 tháng chưa bắt cua của mình ấy, có thể là bắt cua hơi gà ấy, đấy nên vô map cho nó nhanh để rút gọn thời gian các bạn ạ. Rồi, ok đi nào. Chuyển qua cái thời gian vào cái map. Khi là fail nhiều quá đấy, chắc chắn là vậy rồi, fail là chắc chắn là nhiều rồi. Tôi biết tính tôi mà, đấy. Cái gì mà tôi không làm nhiều thì coi như là fail nhiều thôi. Nó cũng giống như kiểu là các bạn kiểu đi học nhiều thì các bạn sẽ trao dồi nhiều kiến thức, mà các bạn không đi học thì các bạn chẳng biết cái gì cả, kiểu thế đấy. Rồi, tiếp theo là biến đổi rồi. Lần này thì mình đang chơi Hot Rod Blazer nha, con xe đồ chơi. Con này xe đồ chơi nên mình độ cho nó cái phiên bản gọi là full xanh, mâm xanh này, viền lốp xanh này và màu vỏ xe xanh luôn nha. Đây, mâm xanh, viền lốp xanh và vỏ xe xanh. Ui giời, sẽ tông vào cột điện. Ok, tập trung lái cái, tôi đang lái xe các bạn ạ. Lái xe là phải tập trung, không tông vào người dân bây giờ. Ok, nhẹ nhàng. Đấy, đến đây điểm bắt cua luôn rồi. Hình như là chứng ngại vật đầu tiên của chúng ta là lên dốc đúng không nhỉ? Quá chuẩn rồi ha, lên dốc và off-road luôn. Dân chơi nhìn phát là biết luôn rồi, không cần nói nhiều đâu. Lên dốc này. Đó, lên dốc. Lên dốc tiếp luôn. Để ga để số mạnh luôn. Rồi, off-road. Đấy, nó chuẩn không các bạn? Off-road lên dốc. Ui giời, chí phải luôn. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Ui, trượt rồi, trượt rồi. Ui, xe gì mà yếu thế, lên cái nào. Rồi, lên. Ghim xe lại rồi, lên. Lên. Ui giời, ui. Ui, ui, ui. Ui. Rồi, ok, ok, ổn định xe rồi. Cái thai lên dốc mình giữ mạnh ga quá các bạn, xe nó không được ổn định. Giờ ok rồi. Biến đổi tiếp này. Tiếp theo là xe Off-Road Aventron nha. Con này thì mình cũng độ cho nó cái màu gọi là màu hồng nữ tính, cộng thêm quả lốp F1 nữa luôn, cho nó khó các bạn ạ. Vì sao lốp F1 nó lại khó? Tại vì mình ít khi mà mình điều khiển lốp F1 lắm. Lâu lâu đấy à. Đấy nên mình độ vào mình điều khiển hầu như là Benny là nhiều, F1 thì ít lắm. Off-Road là không luôn. Off-Road kiểu lốp nhìn nó xấu này, với lại kiểu nó dễ quá. Bắt cua nó dễ quá các bạn. Ôi chết mẹ sao vậy? Xe gì mà mới mất một lốp thôi mà muốn lật rồi này. Ui, chắc lật quá. Ui giời. Ui giời. Không bẻ lái được. Thôi chắc lật luôn thôi các bạn. Lật rồi đi lại cho nó ngon lành. Nhẹ nhàng lại nào. Ok, nhẹ nhàng lại nha. Qua này. Tiếp này. Ui, mất lốp, mất lốp. Hạn chế không để nó mất lốp, không là toạc. Tiếp tục. Ok. Ôm con này thật luôn, sợ vãi các bạn ạ. Cảm giác một lốp ra đi thôi là cả đời thất bại, kiểu thế đấy. Chắc mình phải bật qua chế độ thăm ngàn thôi. Thất bại là mẹ thành công mà. Chỉ có 100.000 thì mới có thể mà qua được cái chỗ này. À đâu, 100.000 chứ không phải 100.000. 100.000 là khác rồi. 100.000 tiếng Thái là khác rồi, 100.000 thôi. Ok, nhẹ nhàng thôi. Qua chế độ 100.000 là phải nhẹ nhàng. Cứ làm từ từ là nó qua thôi. Không cần phải mạnh.
Rồi, ok, ôm phát nữa. Rồi, xong rồi đấy. Lên trên đây và ăn chick boy thôi. Thấy chick boy đấy kìa. Rồi, ngon lành cành đào. 4 phút trôi qua. Thần đời vô đối, cái gì mới hai thử thách thôi mà 4 phút rồi. Chết không cơ chứ các bạn. Chắc phải để nhanh tiến độ lên một tí hả? Chúng này không đẩy nhanh được các bạn ơi. Đẩy nhanh là nó 7 nốt xe là nó xong ngay đấy. Rồi, lên nào. Bruh. Ui trời ơi. Vãi đạn cái con xe ạ. Mới một lốp thôi không kịp làm ăn cái gì. Không kịp ghim, không kịp gì luôn các bạn ơi. Khó thật. Ok. Rồi men. Rồi. Chỗ này ôm cua nữa. Này phải mất lốp với được chứ nhở. Sao mà làm không mất lốp được. Từ từ vậy ạ. Từ từ coi. Không ghim được các bạn ạ. Ôi, ức chế thế nhở. Sắp sửa phải chuyển qua kiệt ngân mốt rồi. Kiệt ngân cũng là trả nợ cho các bạn. Nãy giờ bị fail hoài luôn các bạn. Chết thật. Mẹ chỗ này đây này. Chỗ này mình nhìn thấy là mình sắp sửa mất lốp. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng đẩy qua từ từ. Ma ơi, nó mất lốp cái nó lại đẩy ngang lại các bạn ạ. Đừng có đẩy ngang. Đi luôn. Đấy, như thế lại ngon. Rồi, ok, qua luôn. Rồi, đẹp trai rồi. Tiếp tục cái pha này nào. Ok, ngon lành cành đào như hacker vậy ấy. Rồi, sắp trả nợ cho các bạn được rồi. Sắp sửa tắt cái kiệt ngân đi rồi. Cái này nữa thôi, từ rip qua đã. Cái này khó lắm rồi nha. Nó chặn một cái bảng giữa cái đường, nó bắt mình phải chạy qua đây này. Mất lốp rồi đấy. Từ lấy lại lốp đã. Căng thế nhờ. Oh my god, may quá. Và đấy tôi cứ tưởng là đầu cắm mặt xuống dưới đất rồi. Dưới nước chứ các bạn. Ai ngờ qua luôn. Rồi, xong pha đây này nha. Ôi, mẹ bắt cua bằng con Everon. Mẹ cảm giác giống như kiểu chơi một bộ môn thể thao mạo hiểm ấy các bạn ạ. Kinh vãi thề. Sợ luôn mà. Rồi, 7 phút 49 giây cuối cùng khôn biến đổi thành xe khác. Trình độ nó gà đi rất là nhiều bậc rồi ha. Nói chung nó không được như xưa nữa rồi. Nó không mượt như ngày xưa. Ngày xưa mẹ cỡ nào tội. Cái meo gì đây? Tay cầm nó không điều khiển được các bạn ạ. Mẹ nó. Hết cái lỗi về con Everon bây giờ đến tay cầm. Dành cho bạn nào không biết thì mình đang kết nối tay cầm trên PC. Và tay cầm của mình là tay cầm PS4. Nỗi kinh hoàng ám ảnh cho những game thủ ở trên PC. Vì sao nói ám ảnh thì bạn nào chơi tay cầm PS4 là hiểu rồi đấy. Đặc biệt là những cái thể loại đua xe, bắc cua các kiểu. Tay cầm PS4 kiểu nó không được hỗ trợ rộng các bạn ạ. Đấy, PC nó không được hỗ trợ hoàn toàn luôn. Muốn chơi được tay cầm PS4 các bạn phải sử dụng phần mềm thứ ba. Đó, phần mềm hỗ trợ phần cái gọi là tay cầm. Đấy, khổ nám. Mọi người nào chơi là biết rồi ha. Rồi, ok, nói một hồi cũng qua được cái kia và ăn được chick boy rồi. Giờ lại đến cái này các bạn ạ. Bắt cua một lốp xe nha. Chạy qua đây luôn. Rồi, ngon lành. Vẫn bật chế độ kiệt ngân mốt để trả nợ cho các bạn nha. Pha vừa rồi mình fail nhiều quá, phải trả nợ. Pha này chúng ta sẽ leo tường và chạy qua bên kia và ăn chick boy. Ok, làm thôi. Kiệt ngân mốt. Quá lớn. Ok. Trả nợ pha này nha. Rồi, đẹp chưa? Một pha leo tường quá đỉnh cao của Khôi Michael. Đẹp như mê ly vậy các bạn ạ. Như mê ly luôn. Ấy, lại không phanh được. Mẹ cái tay cầm. Đang đẹp các bạn, đang đẹp. Mình nó té chứ. Không phanh được cái pha đấy các bạn ạ. Kỳ không? Tay cầm dạo này lỗi nhiều quá. Chắc đợt tới mình sẽ phải mua tay cầm Xbox. Tại vì Xbox kết nối trên PC nó ngon hơn các bạn. Không chơi PS4 nữa. Ôi pha này chết rồi. Pha này đầu cắm mặt ở dưới rồi. Ui, mày đi đâu đây? Ui, bẻ lái lại. Ui, xong, thôi xong. Vừa rồi mình còn không nhìn chướng ngại vật cơ, mình chả biết làm cái gì.
Hình như là leo tường này rồi chạy ngang hay sao ấy, rồi lên cái tấm xanh xanh kia đúng không? Xanh lá cây ấy. Chắc là thế. Rồi đi lại nha. Thằng này trả nợ lại luôn. Hy vọng là trả nợ được. Nhìn thấy cái thử thách nó dần dần nâng cấp rồi đấy. Hy vọng thôi. Hy vọng và phép màu. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chuẩn, chuẩn, chuẩn. Neo tường qua rồi, đẹp luôn. Chuẩn, 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 lên đây, lên đây. Ây trời ơi. Tưởng trả nợ lại được, ai ngờ nợ nần chồng chất rồi các bạn ạ. Thôi, 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 toàn 10 phút rồi. Toàn thật sự. Ok, cho mình đi lại nha. Ủa sao không leo tường được? How to không leo tường được? Lại thôi. Nợ nhiều rồi, thằng này phải trả lại gấp này. Cả lời lẫn lãi cho các bạn. Thằng này lên nha. Lên này. Ok, rồi lên được rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Quá chuẩn rồi. Rồi, có giảm tốc hay quá. Cái này mà không có giảm tốc thì tôi đi chỗ này bằng niềm tin luôn các bạn. Rồi. Hết nợ nhá. Để đi đâu nữa đây? Ủa, ăn chưa ăn được chick boy à, đúng không? Ui, mẹ ơi. Chỗ này nó khó thế. Ồ, bây giờ là chúng ta sẽ bông dâm và nhảy cao luôn nha. Pha này mà sấp mặt là coi như là đi lại từ đầu, đi lại từ cái khúc mà lên dốc cái kìa. Pha này phải thành công các bạn ạ. Thành công, ok. Leo tường luôn. Ui, lại không leo được rồi. Lại nha, lại nha. May sao mà mình thành công được cái pha đấy. Chứ mình cũng ngại đi lại lắm các bạn. Ui, leo lại không được rồi. Tường cũng cao ha. Từ từ, để lấy chớ lại đã. Rồi, đi nào. Ui, lại không leo được này. Xui xẻo vậy. Cái bức tường này kiểu nó hên xui các bạn, lúc leo được lúc không. Nên đi nhanh nào, thời gian đã đang trôi. Thời gian là vô hạn nhưng mà cái thời lượng là hữu hạn bạn ạ. Bạn lên nhanh hộ cái. Hay là bạn cần chơi đồ. Lên, ui trời ơi. Mình để ý là ở trên nó còn một bức tường nữa các bạn ạ. Cứ với cái tiết tấu như thế này thì chắc phải 30 phút mới qua được cái map quá. Lên. Ủa phải đái ạ. Làm ơn please. 12 phút rồi bạn ạ. Cho mình lên nhanh pha này nhá. Lên đi. Ui trời ơi. Cay cú thế nhở. Lần này lên này. Lên, ok. Rồi, tiếp tục bước tường tiếp theo luôn. Để chớn mạnh mạnh tí, lên cho mạnh. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Rồi, ok, lên được tiếp rồi nha. Bước tường thứ 3. Ui, nhiều tường thế. Ui, bước tường thứ 3 này. Rồi, ôi. No. Chết luôn kìa. Rồi, xong đi lại từ đầu. Ăn được chick boy rồi ạ. À. Ui may thế, ăn được chick boy rồi các bạn ạ. Không phải đi lại từ đầu. Ui trời ơi. Bạn tạo map bạn cứ làm mình yếu tim. Mẹ nó chứ. Thằng nào tạo cái map này đây, khốn nạn đây. Mẹ nó. Chưa bao giờ thấy cái thằng khốn nạn như vậy. Mẹ em làm tôi yếu tim thật. Chết luôn đấy các bạn ạ. Chết vào đấy là tôi tưởng đi lại từ đầu. Từ cái khúc mà tôi ăn được cái chick boy mà bắt đầu đi lại leo tường lại. Lại mất thêm 7-8 phút nữa leo mấy cái tường đấy. Mệt lắm. May quá, ăn được chick boy rồi, mừng. Mừng các bạn ạ, tối nay giết lợn ăn mừng luôn. Rồi. Nên, ok. Tuyệt vời, đẹp, châu chấu, cao cao luôn. Này là pha nhảy cao nha các bạn. Nhảy siêu cao luôn đấy. Ây. Thôi. Đầu úp mặt vào tường, tự sát cho nó nhanh các bạn ơi. Trời ơi. Quỷ chỗ này nó làm mình bị liệu các bạn ạ. Nên, ok. Rồi, tập trung nha. Rồi. Ăn chick boy luôn, ok. Mày quá nhảy vậy ăn được chick boy. Tôi đi tắt cái pha đấy đấy các bạn ạ. Tại vì tôi lười nhảy quá các bạn. Giờ là pha gì đây, từ từ. Ta méo gì đây? Ôi, lại một pha trượt các bạn ạ.
từ mình spam lại rồi mình trượt cho mọi người xem nha. Ok. Trượt nào. Đẹp trai này chó. Ok, trượt như thế này này. Ui, té rồi. Mình cố mình trượt qua mép để mình không vô cái thùng mà vẫn bị vô các bạn ạ. Căng vậy. Mép căng đấy. Ôi, sao bây giờ không nhìn được góc nhìn vậy? Ôi, cái quả không nhìn được góc nhìn lại qua này. Rồi, ăn được checkpoint nha. Cái quả mà mình nhìn được thì mình lại không ăn được, mà cái quả mà mình không nhìn được thì mình lại ăn như thánh thần hiện xuống luôn. Phải đẹn ạ. Rồi, tiếp theo là một pha leo tường. Leo tường là chạy lên đây ạ. Rồi, leo nào. Ui, thôi rồi. Mặt úp mặt lại tiếp vô tường tiếp rồi mọi người ạ. Ok, lại nha. Pha này cũng hơi căng tại vì chướng ngại vật nó đi động được ấy. Nó di động được. Lên. Ok, rồi may quá, lên được rồi. Tiếp tục là chạy lên đây thì phải. Đúng rồi. Wow, map này cảm giác nó thiết kế khá là tiết kiệm ha các bạn. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta leo tường vừa nãy đấy. Bây giờ nó lại làm cho chúng ta thành chạy trên đấy. Đây này, cái leo tường đấy. Khá là tiết kiệm chướng ngại vật. Một like cho điểm tiết kiệm. Nhưng mà điểm khó thì không like chút nào tại vì nó khó quá. Mà kết hợp với lại sờ tu luôn rồi. Ok, để từ chỗ này ra đây nữa. Ui, lại bắt đầu là phải nhảy ngang các bạn ạ. Ok, tuyệt vời, mèo chấu chấu cào cào bìm bìm. Ok, rồi đi luôn. Ăn boy này, rồi. Biến đổi thành monster chúc rồi nha các bạn ơi. 18 phút 55 giây rồi. Ok, lần này là một pha off rock bằng monster chúc. Ui giời, cái pha này các bạn phải đi chéo nha. Đi chéo thì mới qua được. Đi thẳng là không qua được đâu. Vì cái chỗ này nó quá là to. Cao các bạn. Đấy, đi chéo cái này nó mới qua này. Đó. Ok. Tiếp tục. Đi chéo cẩn thận, lao hẳn người xuống nha mọi người. Lại nào. Mọi người để ý là đi chéo về sau này được phải lật xe qua nữa nha. Ê, đừng. Ôi, rồi tôi xong luôn. Lại úp mặt vô tường nữa rồi đấy. Ok. Lại nha. Không sao, mới 19 phút mà. Map này thì nếu mà nói về cái trình độ khó này thì nó quá là thượng thừa rồi, quá là đơn giản rồi. Không phải là khó mà cái kiểu mà cả tiếng. Khó này vẫn kiểu khó chấp nhận được. Không qua được rồi, từ từ. Pha này cứ từ từ thôi các bạn. Hên xui lắm, nó không kiểu theo một kỹ năng nào đâu. Quan trọng là các bạn kiểu điểm số các bạn gọi là cái điểm may mắn ấy, nó cao đến đâu thôi là qua thôi. Vì nó không có kỹ năng. Kỹ năng nó chỉ là đi chéo thôi đấy. Còn cái việc qua hay không là tùy theo xe thôi. Rồi, qua. Ok, đấy mọi người thấy không? Qua cảm giác là kiểu muốn rơi đúng không? Tiếp tục nào. Ui trời ơi. Nhớ nhá, đi chéo. Lấy chấn mạnh hết cỡ mà đập thẳng vô tường là cũng chả được đâu. Đây mình thử cho mọi người xem một pha này. Mình đập thẳng vô tường thôi nha. Đây lấy chấn hết cỡ này đập này. Ui giời. Ơ vẫn đi được à? Đấy là vừa nãy mình chéo xe, còn nếu mà thẳng bắt vô là không đi được. Đây, này. Đấy thấy không? Nó bị ghìm lại ngay. Lúc đấy là mình chéo xe đi rồi, nó đi được. Lật. Ui, không được. Tính ra cái điểm may mắn của mình thấp quá các bạn. Ok, đi lên nào. Vẫn chưa được các bạn ạ. Sợ té. Đâm ra là cứ tới chỗ đấy là mình lại phải đi lùi lại. Lên đi. Ok, lật qua. Rồi. Mắc may mắn luôn. 21 phút rồi. Ui, cái pha lật này cũng khó khăn. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một pha gọi là chạy off-road ở trên những cái máy bay. Và lần này phải đi ngược nha. Tại vì có cái tăng tốc ở đây các bạn ạ. Không đi ngược là toạc ngay. Ok, lên đây cái đã. Rồi. Nhớ nha các bạn, phải đi ngược. Lên nào. Ok, để mình dê ra đây.
học rap trên những cái máy bay. Ok, rất là nhẹ nhàng. Tưởng tượng đây là một cái đoạn đường không hề có nước biển và nó không hề cao để chúng ta có thể mà đi qua được. Đó là kinh nghiệm để mà mình có thể bắc cua qua những cái đoạn chướng ngại vật mà nó cao như thế này đấy. Mọi người phải tưởng tượng nha. Tưởng tượng các bạn đang re một con xe và nó không hề cao. Đấy là được thôi. Ok, ôm cua này. Nhẹ nhàng. Ok. Rất là nhiều máy bay ha các bạn. Ok. Tiếp tục. Easy như một trò chơi với ý mà. Không có gì phải gọi là gay gắt cho lắm. Cứ từ từ nhẹ nhàng thăm ngàn thôi. Nãy giờ quên mình vẫn đang bật chế độ thăm ngàn nha. Đông Lào hình như là có cái khúc kia rồi. Còn đây là thăm ngàn hết các bạn ạ. Cứ nhẹ nhàng là được hết. Kiệt Ngân thì trả nợ xong rồi. Thằng này bay ạ. Bay lên này, ăn checkpoint này. Rồi, ăn checkpoint biến đổi thành xe múc rồi các bạn ạ. Con xe cuối cùng đấy đúng không? Ok, xe múc và vô trong cái này à. Ui giời ơi, lại làm một cái nhiệm vụ cao cả, nó chính xác là múc đường. Ok, múc đường này. Ok, rồi. Múc mấy quả bowling này lên. Rồi, tuyệt vời. Múc tiếp. Múc lên. Thì rồi, cả cái múc vô trong cái tường các bạn. Quả màu đen, múc lên. Rồi. Ui, lại cả lên. Vâng, và ăn checkpoint. Chắc là tới đích rồi đấy. Đúng không nhỉ? Ôi chưa. Mà chắc ăn vài ba checkpoint đã tới đích rồi đấy. Đúng không? Đúng rồi các bạn ạ, tới đích rồi. Kia là cái đích của chúng ta nha. Đây này mọi người này, thấy không? Cái đích này được làm bởi một cái hình tròn bảy sắc cầu vồng. Và xuống đích thôi. Ôi, đích đâu? Ủa, checkpoint đâu? What the fuck, mày đúng không đây hay lại bị trôn đây? Đúng rồi, wow. Một pha rất chi là đẹp. Cái đích rất là đẹp các bạn ạ. Cái đích nó nổ đoàn cái vụ nổ rất là to như kiểu Big Bang vậy các bạn ơi. Map rất là hay. Một like cho cái map này ha các bạn. Quá hay luôn. Mỗi tội là về trình độ bắt cua thì con xe đầu tiên. Mình đánh giá cao cái con xe đầu tiên. Con Everon ấy khó vãi các bạn ạ, còn đâu dễ. BMX thì có cái pha leo tường với pha trượt hơi khó thôi, chỉ còn đầu dễ. Rồi, ok. Chắc có thể là video này của mình cũng tạm kết thúc tại đây thôi, tại vì video này cũng khá là dài rồi. Thì nếu các bạn thích video này của mình, nhớ cho mình một like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nha. Đừng quên comment đóng góp ý tưởng tiếp theo các bạn muốn mình bắt cua cái gì thì đóng góp nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ clip đây thôi. Bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. Ciao. I feel bad.